Sau khi sư đoàn 18 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa phải bỏ Xuân Lộc, thì sau đó, trong thực tế chỉ còn chừng 30.000 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa trực tiếp đối đầu với trên 1.300 lính chính quy của Bắc Việt, chưa kể lính Cộng sản thuộc các đơn vị yểm trợ và binh sở. Thế không có nghĩa là tất cả những binh sĩ khác của quân lực miền Nam Việt Nam đều đã bị Cộng quân giết. Phần lớn đều ở trường hợp lạc đơn vị ẩn nấp ở đâu đó, rồi vì nhiều lý do phức tạp khác nhau họ không tới trình diện tại đơn vị cũ. Cũng có những binh sĩ thất vọng vì thấy cấp chỉ huy bỏ chạy trước, nên sụp đổ tinh thần không muốn tiếp tục cuộc chiến đấu nữa, vì họ cho rằng cuộc chơi không đáng để họ hy sinh thêm nữa. Chung cuộc vẫn còn những binh sĩ khác nhất định chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng, không ai trao cho họ cái nhiệm vụ thiêng liêng là chữa nhục cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng họ đã tự nguyện làm công việc đó. Mỗi người, mỗi đơn vị còn lại của quân lực ấy đều dùng một phương cách khác nhau để nói lên lời tử biệt của họ đối với xứ sở, đối với đồng bào và đối với thân nhân của họ. Chúng tôi ghi dưới đây lời của một số nhà báo ngoại quốc là nhân chứng những giờ chiến đấu chót của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại thành phố Sài Gòn. Khi ghi lại những lời sau đây, chúng tôi xúc động nhất là khi nhìn lại hình ảnh những người lính dù Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu cho đến cả sau khi tướng Dương Văn Minh ra lệnh cho họ đầu hàng Cộng quân. Những người lính dù ấy hoàn toàn quên bản thân mình để tiếp tục đánh Cộng quân ở ngay sân bay Tân Sơn Nhất, và nhờ sự hy sinh vô cùng vĩ tha và cao cả ấy, hàng trăm quân nhân, không quân và gia đình của họ đã lên được máy bay để đi khỏi Việt Nam. Thế giới bên ngoài có thể vu khống cho quân lực Nam Việt Nam đủ mọi điều xấu, nhưng chúng tôi tin chắc rằng không thể tìm thấy ở quân đội bất cứ một quốc gia nào trên thế giới cái tinh thần khắc kỷ và hy sinh như những người lính dù Việt Nam Cộng Hòa. Pierre Dacour tự coi như là một người Việt Nam. Ông ta ra đời tại Việt Nam, tốt nghiệp Đại học Việt Nam, sau đó đã từng phục vụ trong đoàn quân viễn chinh Pháp để đánh Việt Minh, rồi được giải ngũ. Ông ta đã một thời bị Cộng sản mê hoặc và đầu độc, nhưng ông ta đã giác ngộ vào năm 75, hơi trễ nhưng còn kịp để viết những lời sám hối chính trị. Dacour đã viết: "Cái tò mò của một người cầm bút trong tôi không mạnh bằng nỗi buồn đang xâm chiếm tim tôi. Sài Gòn là thành phố của tôi. Tôi sinh tại đây, tôi không muốn, tôi không thể đứng nhìn bộ đội miền Bắc tiến vào cái thành phố mà tôi biết từng ngõ ngách này. Tôi không muốn nhìn cái thế giới hạnh phúc thời ấu thơ của tôi biến mất dưới lớp chì nặng chịu sẽ làm cho nó cứng ngắc mãi mãi. Họng tôi thắt lại, tôi tuyệt vọng. Bây giờ và lúc này tôi biết rằng không bao giờ tôi trở lại cái xứ mà tôi từng yêu dấu này nữa. Tội cho cái dân tộc bị tra tấn đọa đày, kẹt vào cạm bẫy của một tấn bi hài kịch chính trị đáng sợ và ngu xuẩn, mà cái dân tộc ấy không thể hiểu nổi nữa. Vĩnh biệt tất cả, những người anh em đã chia sẻ biết bao hạnh phúc và đau đớn cùng với tôi sau bao năm. Các sư đoàn tàn bạo của miền Bắc đang kìm kẹp những người bạn ấy. Những người Mỹ bị đuổi thì đã tới cầu của những mẫu hạm thuộc cái hạm đội số 7 vĩ đại bao la nhưng vô dụng đang lượn ngoài khơi từ nhiều tuần nay. Có lẽ người Việt Nam sẽ biết được đoạn chót của cơn ác mộng hải hùng. Họ chỉ còn có một sự lựa chọn giản dị một cách ghê gớm, đầu hàng để mà sống sót, hay là chống cự và chết. Trong vài giờ nữa, họ sẽ phải chịu theo luật của những kẻ chiến thắng. Chú Sam biến mất một cách thảm hại với những khẩu hiệu lỗi thời, chủ thuyết Domino đúng đấy. Con cháu Bác Hồ đã tới, hiên ngang mang theo những khẩu hiệu khác và một chủ thuyết khác mà dân Sài Gòn sẽ phải học thuộc lòng, phải đổi đời sống, đổi cờ và phải làm bản tự kiểm thảo, phải quan hô trật tự mới, phải tuân theo những tên chính quỹ gầy ốm và bí mật của chính quyền mới, những kẻ mặc đồ xanh đào tạo trong rừng và trong nghèo khổ, bất hạnh cho những kẻ bại trận." Rồi Dacour viết về cái chết của Sài Gòn. Cơn hấp hối của Sài Gòn thực ra bắt đầu từ buổi tối thứ hai, sau hồi nổ súng loạn xạ và vụng về nối theo bài diễn văn của Tân Quốc trưởng. Khi những trái bom đầu tiên rớt xuống sân bay Tân Sơn Nhất, khi các thứ súng thi nhau nổ và không khí trên trời bùng nổ trong một cơn giông dữ dội, dân chúng hốt hoảng nằm hoặc ngồi núp sau cửa, họ không tìm được một lời giải thích nào. Nhưng rồi họ chợt hiểu rằng cái chiến tranh không bén mảng tới Sài Gòn trong hơn 30 năm tranh chấp thì nay đã tới bên họ, và rằng trong vài ngày nữa, vài giờ, bàn tay thép của chiến tranh sẽ chụp xuống Sài Gòn để mà nghiền nát và buộc Sài Gòn quy hàng.
2 giờ sau vụ nổ súng, dân Sài Gòn chạy về nhà vội vã khi có lệnh giới nghiêm 24/24 mà họ vẫn không được đài phát thanh quốc gia cho một sự giải thích nào. Thế là trong một buổi hoàng hôn ảo giác chằng chịt những ánh chớp của giông tố, người dân Sài Gòn mở máy thâu thanh nghe đài phát thanh Việt Cộng, nhưng đài ấy chẳng nói gì tới hòa bình, đài ấy chỉ đưa những đòi hỏi, những lời đe dọa, những lời trước đây vẫn được dùng để lên án cựu Tổng thống Thiệu. Đồng thời tại Ba Lê, các giáo chức được phép tuyên bố, cho hay rằng sau lời tuyên bố của tướng Minh, bây giờ đến phía mặt trận giải phóng đáp ứng. Vài giờ sau, lúc 4 giờ sáng, để trả lời sự bình luận lạc quan của chính phủ Pháp, mặt trận giải phóng gửi tặng dân Sài Gòn nhiều loạt hỏa tiễn vào ngay Sài Gòn, còn các cơ sở quân sự của sân bay Tân Sơn Nhất thì bị đại bác cỡ nặng bắn vào. Sáng thứ Ba 29 tháng 4, với một giọng đầy kinh bỉ, đài Mạc Tư Khoa nhận định rằng tướng Minh hết còn gì để mà cai trị nữa rồi. Vài giờ sau, Thủ tướng Mẫu đọc trên đài phát thanh một lời loan báo rằng, để thi hành thỏa hiệp Ba Lê, nước Mỹ phải tôn trọng các quyền tự quyết căn bản của dân tộc Việt Nam, phải dứt ngay mọi dính líu quân sự và mọi sự can thiệp vào việc nội bộ của Nam Việt Nam. Trước đó còn có văn thư yêu cầu Mỹ đóng cửa sứ quán tại Sài Gòn trong 24 giờ, và mọi người Mỹ còn ở Sài Gòn phải ra đi khỏi Nam Việt Nam trong cùng thời hạn. Đại sứ Mỹ Martin lập tức trả lời là sẵn sàng làm theo lời yêu cầu đó ngay. Nhiều người Việt Nam bắt chước các người Pháp và họ treo cờ Pháp trước nhà, tưởng rằng màu cờ của Pháp có thể cứu được họ và giữ được của cải của họ nếu có giao tranh trong thành phố. Trên xa lộ Biên Hòa gần Tân Cảng, chừng 50 quân nhảy dù dưới sự chỉ huy của một đại úy đã chiến đấu từ hôm thứ Hai để chặn các toán biệt kích Cộng sản. Cộng quân chiếm được cây cầu 5 lần nhưng lại bị quân nhảy dù chiếm lại cả 5 lần, khoảng 50 xác Cộng quân đầy lẩu đạn nằm đó. Từ sáng nay, các nhà báo không còn nhận được chút tin tức quân sự nào của các giới chức nữa, vì lẽ giản dị là các giới chức ấy đã chuồn rồi. Minh đã cất chức tướng bình cảnh sát, khiến cho hơn 60.000 cảnh sát và khoảng 10.000 cảnh sát chiến đấu không còn ai chỉ huy nữa. Chức tham mưu trưởng quân lực Nam Việt Nam thay người 3 lần trong 24 giờ. Hôm kia, Cao Văn Viên cùng viên phụ tá bỏ đi. Sáng ngày hôm qua, tướng Nguyễn Văn Minh nhận chức, nhưng chỉ vài giờ để sửa soạn hành lý chuồn. Chiều hôm qua, tướng Vĩnh Lộc cây nhậu rượu cô nhắc cũng chuồn sau khi nói trên đài phát thanh rằng quân đội chớ nên bắt chước cựu Tổng thống Thiệu để bỏ chạy hệt như lũ chuột. Tại Bộ Tổng tham mưu, nhiều thiếu tá và đại tá đi lang thang ở các thành lang vắng vẻ, không có tướng lãnh nào trả lời điện thoại của họ. Dù ở tư gia hoặc ở văn phòng, trên trận địa từ nay các vị chỉ huy đơn vị đành tự lo liệu điều khiển đơn vị để tiếp tục chiến đấu. Một cảnh thê thảm diễn ra trên lề đường trước cửa sứ quán Mỹ. Tướng Đặng Văn Quang không có tên trong danh sách được Mỹ đưa đi vì hắn bị tố cáo là trùm buôn ma túy tại miền Nam. Khi hắn tới sứ quán thì bị lính gác chặn lại. Hắn vội chạy tới văn sinh Nguyễn Văn Ngãi, một nghị sĩ. Tên mập sắc láo ngồi trong dinh làm cố vấn cho Thiệu từ nhiều năm. Giờ này chỉ còn là một đống mỡ bầy nhầy trung rỉ vì sợ. Hắn quỳ lại mang vợ con hắn ra để xin thương xót. Hắn nói đã bị Cộng sản kết án tử hình nên hắn văn nài cho hắn đi theo. Trông thật thô vĩ, động lòng thương hại Ngãi không tiết lộ tên của hắn và mang hắn đi lọt. Vào cuối buổi trưa, Trần Văn Đông đã cùng người con là y sĩ leo lên một trực thăng. Trước đó vài giờ giữ cho vẹn nghĩa khuyến mã với nước Pháp, Đông đã tới từ biệt đại sứ Pháp Merolon và để lãnh giấy thông hành quốc tịch Pháp. Hắn đã trung thành với chỉ thị của Pháp từ nhiều tháng nay, nhất là trong suốt thời kỳ khủng hoảng chính trị tại Việt Nam. Hắn đã ma nốt tại hai viện quốc hội để đẩy Hương đi, đưa Minh vào bằng cách dệt ra tình hình quân sự tuyệt vọng. Chiều thứ Hai, nhục nhã vì bị giới chính trị miền Nam chửi rủa nhiều quá, Đông đã tỏ ý muốn tự tử rồi được người nhà khuyên giải, hắn đi theo người Mỹ. Trước khi bước vào trực thăng, hắn quay lại nói với những người lính hộ tống hắn, những người luôn theo sát hắn bén gót. Tôi à, bắt buộc phải đi, vì nếu Cộng sản bắt được tôi thì chúng sẽ giết tôi ngay, vì các anh chỉ là người dưới cho nên không có gì nguy hiểm và các anh có thể lẫn lộn vào dân chúng. Với cái nhìn đầy buồn thảm, giận dữ và khinh bỉ, những người lính ấy nắm tay lại nhìn chiếc máy bay đưa cựu Tổng trưởng Quốc phòng lên trời cao. Đông không phải là sĩ quan cao cấp duy nhất chạy trốn. 60 tướng lãnh khác đã bỏ chạy. Vĩnh Lộc, Bùi Thế Lân của Thủy quân Lục chiến, Ngô Quan trưởng của quân đoàn 1, Thắng pháo binh toàn quân đoàn 3, các giám đốc an ninh và tình báo quân sự, tư lệnh không quân, Cao Kỳ, hiệp sĩ Đẩy Râu,
Tần Thầy cầm súng để chết và chửi Thiệu là đầu hàng, lưỡng chỉ huy quân dù. Tuy nhiên, có một số cấp chỉ huy được những tùy viên quân sự của Sứ quán Mỹ tiếp xúc trực tiếp hoặc bằng vô tuyến mời đi đã quyết liệt từ chối. Trong số đó có tướng Nam, tư lệnh vùng Đồng Bằng, tướng Đảo, tư lệnh sư đoàn 18, người đã giữ mặt trận Xuân Lộc. Ông ta trả lời, binh sĩ của tôi chiến đấu anh dũng quá, tôi không thể bỏ họ lúc họ cần có tôi. Lý Tòng Bá, tướng giữ mặt Bắc, được tặng cái tên là Brooks Lancaster. Tướng Vĩ tiếp tục chiến đấu với những gì còn lại của sư đoàn 5 tại Trảng Bom. Tướng Phú đang thọ phạt trả lời, Tổng thống Thiệu đã làm nhục tôi vì đã công khai đổ cho tôi cái tội thua tại cao nguyên. Vì hắn ra đi như một du khách, vì hắn đăng ký các hành lý của hắn. Còn tôi ở lại, tôi sẽ tự sát và máu của tôi sẽ rớt xuống đầu hắn. Tôi chỉ còn cách ấy để cải chính những lời nói của hắn. Tác giả Lynch là người theo sát cuộc chiến đấu giờ chốt của các chiến sĩ dù Việt Nam. Ông ta được thấy tận mắt sự bình thản cũng như tinh thần kỷ luật vô song của những chiến sĩ ấy. Gần lăng cha cả, các chiến sĩ dù đã cho xem trận đánh chốt của binh chủng dù Việt Nam. Họ chiến đấu tới 11 giờ 30, cho tới khi các cấp chỉ huy của họ từ cuộc gặp gỡ đau thương với tướng Hoa Lan Dương Văn Minh trở về, thuyết phục họ từ bỏ cuộc chiến. Họ đã dùng súng bazooka tiêu diệt một lúc 5 chiếc xe tăng Nga T-54 nặng 54 tấn và còn đang bốc cháy, một chiếc nổ tung cùng với đạn trong xe. Chúng tôi chỉ kịp đậu xe lại để tránh. Các chiến sĩ dù không để lại một chút gì, dù là người chết hoặc người bị thương, cũng không để lại thứ khí giới hoặc đồ trang bị nào. Các chiến sĩ dù không tiếc mạng sống của họ để có thể bảo vệ những chiến hữu thuộc các đơn vị binh chủng khác, quân chủng khác, khi các chiến hữu ấy tìm cách ra thoát khỏi Nam Việt Nam giờ chót. Thứ Tư, 30 tháng 4 năm 1975, bây giờ Đại Bác nổ không ngừng tại các vùng ngoại ô của Sài Gòn. Tại vòng đai Tân Sơn Nhất, súng đã lại nổ khi trời vừa sáng. Các tiểu đoàn dù Việt Nam gom lại ở phía trước các phi đạo. Họ chiến đấu dữ dội để các phi công Nam Việt Nam có thể cất cánh tối đa nhiều chiếc máy bay. 130 máy bay và chừng 20 trực thăng đã tới được phi trường Utapao ở Thái Lan. 18 chiếc khác đã liều mạng đáp được xuống các chiếc tàu của hạm đội số 7. Phương Đa Cua ghi lại những hình ảnh chót của chiến sĩ dù Việt Nam. Những hình ảnh mà muôn đời người dân Việt Nam tự do không thể quên được. Những lời từ biệt của chiến sĩ dù Việt Nam được thể hiện bằng một hành động thật ngoạn mục và cũng thật kiêu hùng. Quân dù cương quyết chặn lối vào sân bay Tân Sơn Nhất, 6 xe tăng T-54 và chừng một chục xe vận tải Molotov bốc cháy nằm ngang phi đạo. Giao tranh tiếp tục ở nghĩa trang quân đội giữa những mẫu bia thập tự trắng và những đạn Đại Bác làm nổ tung những chiếc quan tài. Các xe tăng đầu tiên của Cộng sản vào Sài Gòn từ phía đông qua tỉnh lộ Thủ Đức và xa lộ Biên Hòa. Bộ binh thì từ Bến Cát và Tây Ninh tới. Chúng chỉ tới được trung tâm Sài Gòn vào lúc 5 giờ tối. Từ ngày hôm trước, số cộng quân này đã bị chặn ở gần Hóc Môn, gần nơi có trung tâm huấn luyện của sư đoàn dù. Do lữ đoàn bỗng dù dưới quyền của đại tá Vinh, sĩ quan lớn con mặt phong trần nhất định bất chấp lệnh ngưng bắn. Cộng quân bị thiệt nhiều. Sau đó còn phải giao tranh hai lần ở đường phố. Một lần tại trụ sở cảnh sát công lộ, tại đó hơn 100 cảnh sát viên chống cự dữ dội trong hơn một giờ trước khi bị xe tăng Cộng sản đè bẹp. Lần thứ hai tại ngã tư đường Hồng Thập Tự và đường Ven Dung, chỉ có 4 người lính dù Việt Nam võ trang bazooka và đại liên mà chiến đấu trong hơn 50 phút. Họ bắn cháy nhiều xe tăng Cộng sản, đến khi hết đạn họ đi ra ngoài nắm vai nhau thành vòng tròn rồi cho nổ một tràng lựu đạn tự sát. Các chiến sĩ dù chiến đấu quanh sân bay Tân Sơn Nhất trong bộ tổng tham mưu và còn tiêu hủy 3 xe tăng địch. Sau đó họ mới trút có trật tự đi theo ngã rừng cao su tới chợ lớn. Họ không bỏ lại một xác chết, một người bị thương hoặc một thứ đồ trang bị nào. Đến chiều tối, 400 chiến sĩ mũ đỏ gom được từ trận Hóc Môn và từ phi trường tụ lại quanh đại tá Vinh rồi tiếp tục chiến đấu gần chợ chính và các nơi có ruộng lúa của tỉnh chợ lớn. Đến 10 giờ đêm, đại tá Vinh cho lệnh các binh sĩ rút về đồng bằng, còn đại tá Vinh người chiến sĩ dù có hạn, do trung tâm FAO đào tạo trong những năm 50 không chịu đầu hàng, ông đã tự sát. Phương Đa Cua cương quyết với ý định rằng quân lực Việt Nam không hèn, nên ông ta còn đi tìm những hình ảnh anh dũng khác nữa của những người cầm súng trong hàng ngũ Việt Nam tự do.
không hổ danh là sinh viên của quân trường đã đào tạo rất nhiều cấp chỉ huy cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Các sinh viên sĩ quan võ bị Đà Lạt đã được Phil Dacour xưng tụng thật tình vì ông ta thấy các sinh viên ấy quả vô cùng bình tĩnh, mặc dù chỉ vài giờ sau đó là họ đã hy sinh tính mạng để góp nỗ lực chữa nhục cho những người chống cộng tại Nam Việt Nam. 9 giờ sáng tôi dùng xa lộ Biên Hòa, rất ít người đi lại. Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn cứ Long Bình. Các đồn dọc con đường này đều do các sinh viên của trường võ bị Đà Lạt chiếm giữ. Họ đều rất trẻ, chỉ chừng 18 hoặc 20 tuổi. Quân phục họ rất sạch sẽ, gọn, giày chùi láng bóng như để trong tủ kính của cửa tiệm. Trên túi hành trang của họ có gác chiếc mũ sinh viên sĩ quan của mỗi người, màu đỏ có viền vàng. Một trong các sinh viên ấy nói với tôi, khi nào tới lúc chết thì chúng tôi sẽ đổi mũ ấy. Các sinh viên sĩ quan võ bị Đà Lạt cũng được hai nhà báo Pháp hết lời ca ngợi. Tôi trở lại khách sạn Continental. Coulter cho biết là anh ta đã quay được khúc phim các sinh viên sĩ quan trường võ bị Đà Lạt tiến ra mặt trận vì họ là lực lượng trừ bị chốt của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Với lối nói lỗ mãng để che giấu sự triều mến, Coulter hỏi các sinh viên sĩ quan, các ông có biết là sắp bị giết không? Câu trả lời của một chỉnh quý, à chúng tôi biết, tại sao? Vì chúng tôi không muốn chủ nghĩa cộng sản. Và trong những bộ đồng phục mới giày chùi láng bóng, các sinh viên anh dũng của trường võ bị Đà Lạt đã đi vào chỗ chết. Họ chỉ còn thiếu cái nón diễn hành và đôi bao tay trắng. Chúng tôi đang đứng trên sân lộ thiên khách sạn Continental, bàng hoàng trước sự mau lẹ cũng như tầm vóc trọng lớn của sự bại trận này, và cảm thấy thật gần gũi với kẻ bại trận hơn là với kẻ chiến thắng. Có những người thanh niên Việt Nam theo gương lớp đàn anh trong hàng ngũ những người không hàng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nếu Nam Việt Nam chưa sụp đổ thì chắc là một số lớn trong những thanh niên ấy sẽ tự nguyện gia nhập quân lực Việt Nam Cộng Hòa khi họ đủ tuổi. Sự sụp đổ đến quá mau nên số người trẻ ấy đã chiến đấu trước khi nhập ngũ. Họ đã chết, đã chữa nhục cho những tên trai tráng ở Nam Việt Nam chỉ biết hưởng thụ, tìm mọi cách trốn quân dịch. Cái chết của những thiếu niên vùng hố nai được La Gai ghi lại cũng là một bằng chứng để thế giới bên ngoài không thể kết luận rằng ở miền Nam Việt Nam trai tráng nào cũng hèn nhát một cách vô cùng đáng khinh. Chúng tôi tới hố nai, chiến lũy của người di cư công giáo chống cộng, một gác chuông nhà thờ ở đó bị hư hại nặng vì đạn đại bác. Vậy là đã giao tranh tại đây, tôi ngừng xe và xin gặp cha sở. Một người đàn bà chừng 40 tuổi đề nghị để bà ta đưa chúng tôi đi. Tôi hỏi bà ta, thưa bà, tình hình ra sao? Bà ta cúi đầu, con trai tôi và 17 người bạn của nó vừa bị bắn chết, tôi mới đi chung chúng nó xong. À, câu chuyện xảy ra như thế nào? Chúng nó là tự vệ và chúng nó đánh đến cùng. Chúng nó đứng cả trên gác chuông để bắn xuống. Thế là rồi chúng nó bị bắn chết hết. Trên đây chỉ là một số trường hợp công khai đã được một số tác giả ngoại quốc lương thiện đi tới tận nơi để chứng kiến những hành động can đảm của những người không hàng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Còn có biết bao nhiêu sự can đảm khác, mức độ tùy theo vai trò của mỗi người trong tổ chức của quân đội mà các nhân chứng ngoại quốc không thể ghi chép được. Thí dụ tại Bộ Tổng Tham mưu cũng như nhiều tại cơ sở quân sự ở Sài Gòn gần ngày bị cổng quân tràn vào, có rất nhiều quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa không tìm phương tiện để chạy trốn. Họ tiếp tục siêng năng tới đơn vị để nhận chỉ thị. Tác giả Dennis Warner ghi rằng khi ông ta tới Bộ Tổng Tham mưu thì trông thấy vào ngày chót khá nhiều quân nhân, nhiều người mang cấp trong sân Bộ Tổng Tham mưu vì không có còn thượng cấp nào để cho lệnh họ nữa. Có một số sĩ quan trẻ tuổi phục vụ tại Sài Gòn đã không nắm cơ hội mà thân nhân mang lại để đi ra nước ngoài. Số sĩ quan ấy không sốt sắng trở về nhà để mang vợ con ra đi chỉ vì họ còn phải tới đơn vị để đảm nhận phiên trực ứng chiến thường lệ của họ. Sư đoàn dù của Việt Nam Cộng Hòa cho tới phút chót của Nam Việt Nam Tự Do vẫn xứng đáng là một đại đơn vị kỷ luật nhất và kiêu hùng nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cả hai tác giả Pháp đều hết lời tôn vinh các đơn vị dù Việt Nam. Nhiều thành phần có một lữ đoàn dù Việt Nam bố trí trong Sài Gòn sau các bức tường. Những chiến sĩ này không chán nản, không tuyệt vọng. Họ bình thản như thể họ còn đang thao dược. Đôi khi họ còn cười to rất vui vẻ và truyền cho nhau những chai coca. Tuy vậy họ không nuôi một ảo tưởng nào về số phận của họ hoặc về kết quả của một trận đánh này. Tôi có cảm tưởng là họ quyết định đánh đến cùng và sẽ tự chôn dưới những đống đổ nát của Sài Gòn. Họ vẫn còn được những cấp chỉ huy ở lại với họ. Một đại tá dù đưa tôi hộp laser, tôi hỏi, à tình thấy ra sao?
Chúng tôi sẽ chiến đấu, và có lẽ chúng tôi là những người chốt còn chiến đấu, nên nói rõ rằng chúng tôi chết không phải vì Thiệu, vì Hương hay vì Minh, chúng tôi chết vì có thói quen ưa tự do. À, tại sao không bắt Thiệu dựa vào tường giết hắn luôn? Hắn ở đâu không ai biết, và hắn cũng không đáng được dựa vào tường nữa. Nhà báo Úc Dennis Warner viết về cái chết của các sư đoàn năm 18 và 25 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bản doanh sư đoàn 5 Việt Nam Cộng Hòa đặt tại Lai Khi nằm trên quốc lộ 13. Sáng ngày 30 tháng 4, sư đoàn mất liên lạc với quân khu 3 tại Long Bình. Tướng tư lệnh là Lê Nguyên Vĩ gom các xe lại để đánh thẳng về Sài Gòn. Cả quân đoàn 1 của Cộng quân đánh ông ta, sư đoàn của ông ta bị tiêu diệt, tướng Vĩ tự sát. Quân đoàn 3 của Bắc Việt chiếm Biên Hòa, chúng cử sư đoàn 7 Cộng quân tiến về Thủ Đức, ở đó thành phần còn lại của sư đoàn 18 Việt Nam Cộng Hòa sửa soạn đánh trận chót, bị xe tăng của quân đoàn 2 và sư đoàn 7 Bắc Việt đè bẹp, sư đoàn 18 đã tan rã. Sư đoàn 25 của Nam Việt Nam chiến đấu rất giỏi, rất dũng mãnh ở chung quanh Tây Ninh. Các sĩ quan của sư đoàn ấy rất tức giận vì không có ai chịu tới xem sư đoàn ấy làm vẻ vang cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Có lẽ trường hợp sư đoàn 25 mỉa mai nhất lúc Sài Gòn hấp hối, nói cho rõ thì các quân nhân của sư đoàn ấy sắp hy sinh tính mạng và họ muốn bọn nhà báo Tây Phương đến xem họ chết. Thật là đẹp và cũng thật là buồn, đẹp vì những quân nhân ấy đã lấy cái chết của họ để chứng tỏ cho thế giới bên ngoài biết rằng không phải người nào của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng cắm đầu chạy trước quân Bắc Việt. Buồn vì tôi những kẻ gây ra sự sụp đổ của Nam Việt Nam không phải là họ, thế mà khi phải chữa nhục cho miền Nam thì chính họ lại phải dùng đến cái chết của họ để tìm lại danh dự cho dân tộc. Chỉ riêng một chi tiết này đã đủ để nhắc lại những kẻ nào từng nắm chức vụ chỉ huy trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà đang ở nước ngoài, về những gì cần phải làm để đền ơn những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa ở lại và đã chết, hoặc đang chiến đấu tại các chiến khu ở Nam Việt Nam sau 1975. Sau hết phải tôn vinh những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa không muốn đầu hàng Cộng sản, ngay cả sau khi Quốc trưởng Phù Du Dương Văn Minh ra lệnh cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa buông súng lúc 10 giờ 30 sáng ngày 30 tháng 4 năm 75, các quân nhân này đã đến gặp Dương Văn Minh và Thủ tướng Phù Du Vũ Văn Mẫu. Nhà báo Pháp Jean Lagay kể lại, Minh và Mẫu vừa mới trở về thì nhìn thấy mấy xe thiết giáp ở bãi cỏ, không phải là xe tăng của Cộng sản nhưng là ba chiến xa M48 của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Vài sĩ quan trẻ tuổi vừa từ trên xe tăng nhảy xuống. Các sĩ quan này từ chối sự đầu hàng. Họ muốn tiếp tục chiến đấu vì danh dự và vì họ từ chối chủ nghĩa Cộng sản. Họ không thèm bận tâm đến việc họ có thể bị chôn vùi với những đổ nát của Sài Gòn. Tướng Minh chỉ còn có vài phút để thuyết phục các sĩ quan này. Đại bác 130 ly và những hỏa tiễn 122 ly đã đặt sẵn quanh thủ đô. Sau này Vũ Văn Mẫu cho chúng tôi biết là nếu có kháng cự thì Cộng quân sẽ bắn hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn đại bác bừa bãi vào thành phố kể từ 11 giờ sáng rồi sau đó chúng sẽ xung phong. Dùng uy tín của người cựu chỉ huy, Minh cầu cảm phục lòng can đảm của các chiến sĩ ấy, nhưng giải thích cho họ biết rằng nếu đánh nữa thì chỉ làm tăng thêm sự bất hạnh cho đất nước. Họ còn được bao nhiêu người, những thành phần còn lại của một lữ đoàn dù và thiết giáp, chừng 2.000 người tất cả. Trước mặt họ có 15 sư đoàn Bắc Việt và Cộng quân chỉ mơ ước được nhào vào cái thành phố này, vì Sài Gòn đã luôn luôn chối bỏ bọn chúng để trừng phạt và tiêu diệt cái thành phố này, tiếp tục đánh làm mắc mưu bọn chúng. Các sĩ quan ấy đã hiểu họ trở về đơn vị và sẽ thuyết phục thuộc cấp ngưng chiến đấu, nhưng có nhiều người sẽ đi về vùng đồng bằng để lập chiến khu tại đó. Những kẻ chiến thắng có thể tiến vào Sài Gòn được rồi. Trước khi bị chính quyền Cộng sản ở Sài Gòn trục xuất cùng với nhiều nhà báo Tây Phương khác, Jean Lagay còn cố ghi lại cho thế giới bên ngoài vài hình ảnh ảm đạm sau đây mà ông ta viết trong cuốn sách. Ngày 1 tháng 5 năm 1975, cô gái ngồi ngoan ngoãn gần một tòa nhà của bệnh viện Grand. Kế bên cô ta là một chiếc vali còn mới bằng chất plastic và một chiếc giỏ may mà ta thấy người thượng quen dùng. Cô ta mặc áo dài màu đen kiểu của người thượng, nhưng tóc của cô ta màu hung và nước da trắng. Đó là một cô gái thượng lai Pháp. Cô ta bao nhiêu tuổi? 18-20. Làn sóng tị nạn ghê gớm đã cuốn cô ta nhưng còn giữ cô ta nguyên vẹn tới được cái nhà thương dùng làm nơi tạm trú này. Trên đó có một lá cờ Pháp. Tôi phải đến gần mới nhìn được những giọt nước mắt trên má cô ta. Cô ta im lặng trong khi đám người tị nạn bên cô ta ồn ào như đàn ông vỡ tổ.
chung quanh những gói đồ ngổn ngang, những đứa trẻ ngủ gục giữa những người ấy, người ta vừa cho họ biết rằng họ phải trở về nhà, Sài Gòn không bốc cháy, rằng Sài Gòn chỉ đổi chủ thôi. Ngày hôm nay chủ nhân là những anh bộ đội miền Bắc, nón lá áo rộng thùng thình màu xanh lợt, tất cả được nắn từ cùng một cái khuôn, tất cả đều còn nhỏ tuổi, một nụ cười kiểu gì phước nhân ái gắn trên mặt họ. Chính các mặt nạ tươi cười đó đã làm cho dân Sài Gòn khiếp sợ. Cô gái ấy là kết quả mối tình giữa một người Pháp và một thiếu nữ ra đi. Người cha đã trở về Pháp và về sau thừa nhận cô ta đã mất hết khi chạy giặc ở cao nguyên, chỉ còn người cha mà cô chưa bao giờ gặp mặt, và cô cũng không có được cả một tấm hình của người cha nữa. Cô có được học và làm việc tại phòng thí nghiệm của một y viện Mỹ vùng cao nguyên. Người ta đã di tản cô ta cùng với số nhân viên của nhà thương và hứa hẹn đưa cô ta đi Mỹ. Từ Mỹ cô ta sẽ tìm được cách tới Pháp và tìm được tới chỗ ở của người cha. Nhưng người Mỹ đã ra đi một cách hỗn loạn, họ bỏ rơi cô ta. Cô đã chạy tới nhà thương Grant vì cô nghe nói đó là nơi trú ẩn của những người có quốc tịch Pháp. Cô gái tưởng mình là người Pháp nhưng giấy tờ đã làm cho cô có quốc tịch Việt. Có hai xác chết nằm bên nhau trong nhà thương Grant. Đó là hai viên tướng Việt Nam tự tử bằng thuốc Nevaquin. Tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh vùng cao nguyên, một chiến sĩ tốt tại Điện Biên Phủ, tuy vậy lại không tốt nữa khi ông ta bắt đầu nhận ân huệ của Thiệu, và tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh vùng 4 và quân khu 4. Tướng Nam vẫn còn được coi là chiến sĩ, tuy có tên Thiệu và binh sĩ của tướng Nam vẫn còn giữ được lãnh thổ quân khu khi Sài Gòn đầu hàng. Theo tôi thì đã có 12 vụ tự sát của cấp tá và tướng, chưa kể những vụ tự sát của sĩ quan cấp quý, như trường hợp các sĩ quan dù đã họp nhau lại tại nhà một người trong bọn, nắm vai nhau đứng thành vòng tròn để cho một sĩ quan trẻ tuổi nhất làm nổ tung một chùm lựu đạn. Một thiếu tá trẻ đã tới trước mặt Tổng thống Hương để tự sát, Hương kẻ thay Thiệu, chuyện ấy xảy ra vài giờ trước khi tôi phỏng vấn Hương. Gọng kềm siết chặt chung quanh Sài Gòn, người Công giáo buồn lắm. Dĩ nhiên là người ta không cấm đi nhà thờ. Chúa Nhật vẫn đầy tín đồ tại nhà thờ lớn, nhưng có người biểu tình đòi trục xuất Đức Khâm Mạng Tòa Thánh Lê Man Truy, người bị tố cáo là đã nâng đỡ Thiệu. Đó là những người Công giáo tiến bộ, một tên trong bọn ấy giật lá cờ Vatican và thay vào bằng lá cờ Việt Cộng. Lính Cộng sản giả đò can thiệp, giả đò bắn súng lên trời, giả đò bắt giữ vài tên, nhưng sau đó lại thả ra ngay. Người ta tìm lý do và đã tìm được để trục xuất Đức Khâm Mạng. Sự hiện diện của ngài làm mất trật tự. Có tin rằng các ký giả ngoại quốc không được ra khỏi Sài Gòn, nhưng vì chưa có lệnh chính thức nên chúng tôi cứ đi đại về tỉnh Mỹ Tho. Ra khỏi Sài Gòn chừng hơn 10 cây số, chúng tôi thấy nhiều khí giới nặng của quân lực Nam Việt Nam, nhưng không có đồ trang bị và không thấy vũ khí cá nhân. Khi có lệnh ngưng bắn, dường như những người lính Nam Việt Nam đã bỏ chiến cụ nặng để về miền đồng ruộng mang theo vũ khí cá nhân. Tại vùng này, tướng Nguyễn Khoa Nam đã gặt kết quả rất tốt khi giao nhiệm vụ giữ đất cho các lực lượng địa phương quân để các đơn vị chính quy thi hành các cuộc hành quân lưu động. Đáng lẽ các viên tư lệnh quân đoàn khác phải làm như tướng Nam, ông ta đã bẻ gãy cuộc tấn công của cộng quân, nhưng khi biết là đã hết rồi thì ông ta tự sát vì không thể chịu được cái nhục thất trận mà ông ta không phải là người gây ra. Có hàng rào cản trên đường, một cô gái quê cắm ba cánh hoa vải đỏ trên mũi súng, nghiêm chỉnh ghi số xe của chúng tôi vào một cuốn sổ nhỏ. Tôi hỏi, cô à, vào quân đội nhân dân này lâu chưa? À, được 2 ngày. Cô ta chịu để cho chúng tôi chụp hình và còn có vẻ khoái nữa. Tất cả những thứ đó có vẻ như là trò chơi của trẻ nít, miễn là cái trò ấy kéo dài. Chiến tranh dường như chưa đụng tới phần đất này của Nam Kỳ, không thấy hoặc chỉ thấy ít bộ đội có vài người tự vệ võ trang bằng súng cướp được. Họ là người Nam chứ không phải là những tên xâm lăng. Người ta thấy rõ điều ấy vì họ hòa mình vào với đám đông trong khi những tên kia đứng tách ra. Ngoại trừ vài tấm biểu ngữ, Mỹ Tho không thay đổi nhiều. Những người miền Bắc chưa chính tỉnh và các loa phóng thanh ít làm ồn ào. Chúng tôi đi tìm ông Đậu Dừa, ông ta biến mất và dường như đã leo lên một trực thăng của Mỹ để lại người cháu gái lo việc phụng thờ. Trở lại Mỹ Tho, chúng tôi quyết định đi tới Gò Công. Bỗng nghe tiếng đại bác, tiếng nổ cách nhau, xa xa, một làng bốc cháy vẫn còn giao tranh tại đó 2 tuần sau khi mất Sài Gòn. Sau này tôi được biết rằng có nhiều ổ kháng cự tại vùng đồng bằng và vì những ổ kháng cự ấy mạnh cho nên người ta phải dùng đại bác để tiêu diệt. Dường như 2.000 người có một lữ đoàn dù đã đi về vùng Đồng Tháp.
Còn những sĩ quan khác thì về vùng biên giới Cao Mơn tại Sài Gòn, một sĩ quan dù từ đồng bằng trở về để tuyển mộ những cựu quân nhân không ra trình diện cộng sản. Nếu mọi sự trở lại từ đầu và chúng ta ở bước đầu của cuộc chiến tranh Việt Nam lần thứ ba...